chào quý vị khán thính giả. Xin kính chào quý vị khán thính giả đến với chương trình Lý Số và Đời Sống. Tôi tên là Tina Nguyễn. Con kính chào thầy Hoàng Quý Sơn. Vâng, thầy chào Tina. Tôi Hoàng Quý Sơn xin kính chào toàn thể quý khán giả của Apple TV 21.12. Kính chúc quý vị một ngày thật là an vui, hạnh phúc. Con thưa thầy, hôm tuần này là đang là ngày chuẩn bị đến ngày đó không? Đưa ông táo về trời. Thì con cũng muốn hỏi vài câu hỏi về cái tục lệ. Đó là tục lệ tại sao mình chọn ngày 23 là tháng 12 là ngày đưa ông táo về trời ạ? Ngày 23 đó theo thầy đó, cái ngày đó nó là cái ngày con lấy 2 cộng 3 bằng 5. Thì cái ngày đó nó là cái ngày thổ. Thường thường nó vào cái tiết khí là của vào cái tháng 12 âm lịch. Mà con biết là đối với Đông Phương thì cái gì nó cũng quy vào ngũ hành. Tất cả mọi thứ nó đều quy vào ngũ hành. Thì ngày xưa người ta làm táo là người ta làm ba cục, đúng không? Ba hòn, ba hòn đất hoặc ba hòn đá để người ta làm thành ông táo. Ông táo ngày xưa đó thì có chỗ dùng. Thời nay thì thầy nghĩ là ông táo cũng khó khăn lắm. Bởi vì họ không còn xài bếp theo cái kiểu đó nữa. Mà họ dùng toàn là electricity không à, toàn là điện không à, đúng không? Thế bây giờ nó không còn có ba hòn đó thì không biết họ cúng táo bằng kiểu gì. Và đặc biệt là hồi nào giờ thầy là không có thờ ông táo, cũng không cúng ông táo. Bởi vì mình theo Phật, thầy ngoài Đức Phật ra thì như thầy không có để ý ai khác. Thành ra thầy chỉ thờ có mình Đức Phật thôi, còn ngoài ra là không có thờ kiểu gì hết. Từ nhỏ có thầy có thờ hay là chỉ khi nào thì đó thầy bắt đầu đi tu theo Phật thì thầy từ nhỏ là mẹ thầy hay thờ, và mỗi lần mẹ thầy mà cúng ngày 23 là thầy đều chọc quê hết. Đều thầy đều nói, tại vì thầy không thích những thứ đó, thầy là chúa ghét mê tín gì đó. Cho nên làm cái gì mà có cái vẻ mà dụ gạt người ta về mê tín dị đoan là thầy ghét lắm. Nhưng mà con nghĩ cái đó là một cái phong tục phải không? Một cái phong tục thực ra nó thực ra nó là một cái phong tục, nhưng mà một cái phong tục có tính toán. Tại vì con thấy không, người ta mục đích người ta cúng cái 23 tháng chạp đó là làm gì? Để cho đi mua cá chép đồ ta làm hoặc thả, đúng không? Để cho mua nó vượt vũ môn. Để cho nó vượt vũ môn, để nó về nó tâu với trời, lựa điều tốt tâu cho gia đình mình, đúng không? Cho nên cái bản chất ăn hối lộ của chúng sanh đó, nó là như vậy. Bản chất của người Việt Nam và người Tàu đó là luôn luôn là như thế. Làm cái gì cũng mong cái lợi cho mình hết á. Chứ họ không có nghĩ tới cái lợi của chúng sanh. Thành ra con thấy không? Ngay cả cái tới cái việc mà đưa ông táo về trời là cũng có cái gian lận ở trong. Làm sao mà để cho mình cầu nguyện cho cái gia đạo của mình nó được tốt. Thế sao mà ổn được, con thấy không? Không được. Mình làm cái gì cũng vậy, không có gian lận ở trong này. Rõ ràng cụ thể đâu ra đó. Bởi vậy thầy đã nói tới nói lui đó. Có bốn cái mà Phật không giúp con được. Phật mà còn giúp con được, không giúp con được thì huống hồ nữa là trời hay là ông táo mà làm sao giúp được. Tại sao không giúp được? Là vì thí dụ như nhân quả của con thì con tự trả, cho làm sao mà kêu Ngài giúp cho con là Ngài không thể giúp được. Mà nếu nó giúp được tức là dụ gạt rồi. Hối lộ cũng không được nữa. Hối lộ cho giúp cũng được. Hối lộ cũng không giúp. Rồi cái thứ hai nữa là trí tuệ Ngài cũng không thể cho con được. Phật Pháp không thể nói cho con nghe được. Nói thì được nhưng mà con hiểu không được. Đó là chuyện của con. Ngài không thể làm cho con hiểu được. Đúng không? Bởi vì cái đó nó quá khó. Cho nên nó có những cái mà mình biết rằng đời thầy không biết dùng mấy cái kiểu cách đó để mà gọi là đi ăn hối lộ kiểu vậy, thầy không làm được. Cho nên thầy không thể dạy cho ai làm cái chuyện đó được. Thành ra thầy không chấp nhận mấy cái chuyện giống như cúng táo rồi này kia. Thôi dẹp đi. Thích thì lo tụng kinh niệm Phật hay là lo tu thôi. Người nào cũng vậy, bất kể là người đó là theo đạo Phật hay là theo đạo Thiên Chúa. Vậy nếu mình Chúa muốn giữ phong tục thì mình cứ tiếp tục mình làm đưa ông táo về trời, còn không thì thôi cũng không sao, không thầy? Thì tại vì cái đó nó chỉ là mê tín dân gian thôi, nó đâu có ý nghĩa gì đâu. Đúng không? Mà tại vì con biết người Tàu là cái người mà họ luôn luôn mê tín gì đó. Mà cái đó nó được du nhập vào trong Việt Nam, cho nên Việt Nam cứ học theo những cái bậy cái hư đó thôi. Nó không có cái gì hay hết. Ví dụ như Tết rồi con tổ chức hay con đi ăn thanh minh, con dãy mã rồi đó, thì bà con người ta tụ hội về, ít ra là người ta cũng gặp nhau để biết được con cháu rồi này kia, thì cái đó nó cũng còn có cái nét văn hóa đẹp đi. Con cúng táo nó không có ý nghĩa gì hết. Đấy nhỉ? Vậy còn cái ý nghĩa mà ngày 30 thì mình hay cúng ông bà như thế nào, thì thầy nghĩ như thế nào thầy? Thì cái đó nó cũng là thuộc về dân gian. Còn con theo đạo Phật thì ngày 30 Tết thay vì con đem kinh Dược Sư ra con ngồi con đọc,
con tụng liên tục cho tới 10 ngày hoặc con tụng 30 ngày thì nhà con đương nhiên là nó phải có phước báo thôi. Yeah. Và nếu con chí thành con tụng như vậy, con tụng liên tục, ngày nào con cũng tu tập như vậy thì con nghĩ làm sao nó không tốt. Yeah. Yeah. Muốn nó xấu nó cũng không thể xấu được. Yeah. Yeah. Chứ nhà thầy thầy có cúng cái gì đâu. Yeah. Yeah. Ngay cả Phật mà thầy còn không cúng nữa, con nghĩ thầy yeah. cúng cái gì. Yeah. Thì thầy chỉ có đốt cây hương hoặc là mấy bà chị bà mang trái cây rồi về để lên bàn thờ đó thì thờ Phật vậy thôi. Yeah. Chứ thầy hiếm lắm, khi nào mà thầy thấy trong tâm mà cần thiết thì thầy mới đi ra thầy mua trái cây năm sắc hay là hoa hoa những chỗ hoa đẹp về thầy để yeah. cúng Phật. Yeah. Phật mà thầy còn không cúng thì hỏi ai thầy cúng. Yeah. Bởi vì sao? Con không thể cúng Phật thì Phật cho con được thành tựu cái gì hết. Yeah. Con cúng Phật là tại vì trong tâm con cảm thấy lúc này đây là con tưởng nhớ tới Ngài, con muốn học theo hạnh của Ngài, cho nên là con cúng Phật. Yeah. Thầy cúng Phật chỉ có vậy thôi. Chứ yeah. thầy không phải cúng Phật là để cho Phật cho thầy cái này, Phật cho thầy cái kia. Thầy biết chắc chắn Đức Phật không thể cho thầy cái gì được hết. Cho nên là đương nhiên là thầy không cúng. Yeah. Thầy cúng là tại vì thầy kính trọng Ngài và thầy muốn học theo cái hạnh của Đức Phật. Cho nên thầy cúng Phật, nó chỉ vậy yeah. thôi. Yeah. Đấy nha. Cho nên thầy không dụ ai là nói, phải cúng Phật nha, phải cúng Phật thế này, phải cúng Phật thế kia để cho được phước đức. Không. Khi con cúng là do con tâm thành thì tự nhiên phước của con nó tự nó sinh ra chứ không phải Phật cho con. Phật yeah. không có cho con một cái gì hết á. Ok. Yeah. Tất cả là do con hết. Cái phước mình tạo ra thầy. Tự con tạo. Dạ. Yeah. Cho nên đừng thầy mà thầy nghe ai mà nói dụ gạt đi cúng Phật đi, yeah. giống như đi tắm Phật có phước lắm. Yeah. Không. Anh hãy tắm anh á, anh tắm cho cái yeah. tâm anh nó sạch á. Nó trong nó thanh tịnh á. Dạ. Yeah. Thì tự nhiên anh được phước. Chứ không phải anh đi tắm Phật anh xối cái gói gáo nước lên cái khúc gỗ hay là cái tượng đất đó là có anh được. Những cái đó là gọi là dụ gạt người ta. Yeah. Nhưng mà tại sao các ngài làm cái điều đó? Sở dĩ các ngài làm cái điều đó là dụ gạt người ta để người ta biết được là có ngày đản sanh, Đức Phật đản sanh. Yeah. Đó, cho nên là nó có cái hay của nó để cho người ta học hỏi, để người ta biết tới đạo Phật. Đó là thời xưa. Nhưng yeah. mà thời này thì nó không còn cái tinh thần đó nữa. Yeah. Ừ. Cho nên là nó không hay nữa, con hiểu không? Yeah. Cứ huyền hoặc hóa ra là xối nước lên đầu Phật đó là con về con sẽ thông minh rồi này kia. Mấy thầy nói mấy cái đó thầy nghe thầy ngứa lắm. Yeah. Phật không giúp được, không cho thông minh được, không yeah. có do cho tiền bạc được. Tất cả là do anh tu rồi anh được. Nó chỉ yeah. có vậy thôi. Yeah. Nhưng mà cái sự thật đó thì không thích nói. Mà cứ nói ba cái chuyện huyền hoặc. Cho nên là thầy không ngứa. Dạ. yeah. Mà... thầy nghĩ sao về cái phóng sinh thầy, tại vì bây giờ cũng tháng 12, tháng người ta cũng hay bắt đầu đi chùa nhiều xong rồi phóng sinh này kia vậy. Phóng sinh là một cái điều tốt, yeah. bởi vì nếu mà con thấy không, sở dĩ thời đời nay tại sao người ta bệnh tật nhiều. Yeah. Sở dĩ người ta bệnh tật nhiều là tại vì do người ta sát sinh quá nhiều. Yeah. Đó. Thì ngày hôm qua đó có một đứa nó nhắn tin, nó viết một cái bài luôn, không biết yeah. con có đọc không, ở trong làng đó thì con bé đó nó tu, khi mà thầy về Việt Nam thì nó có lên nó chia sẻ, rồi vợ chồng nó luôn cả bà mẹ cũng đi tới gặp thầy, yeah. rồi lên ngồi trên sân khấu chia sẻ. Thì nó mới kể lại cái bữa hôm qua nó mới viết lại một bài mà nó kể lại là cái nó cảm ơn thầy là vì nhờ nó tu tập ở trong làng một thời gian đó thì bây giờ cả dòng họ nó đều tu theo. Yeah. Nhờ nó biết tu rồi cái chồng nó cũng tu rồi yeah. cái mẹ nó bệnh tật cũng tu rồi dì yeah. nó bệnh là bệnh gọi là hết thuốc chữa đó, yeah. bác sĩ trả về rồi đó. Yeah. Thì bây giờ bà vẫn đang sống khỏe mạnh bình thường, yeah. không có vấn đề gì. Yeah. Cho nên là nó mới nói rằng tại vì mẹ của nó đó yeah. là không thể ngồi được, tức là không thể ngồi xuống đất được, con hiểu yeah. không? Yeah. Vì chân nó đau khủng khiếp lắm. Yeah. Thế là đi bác sĩ bao nhiêu nơi mà không có chữa được thì yeah. cuối cùng đó là bác sĩ nó không có chữa được thì uống yeah. thuốc gì cũng không được. Thì nó mới chỉ mẹ nó tu thì yeah. mẹ nó tu xong đó thì bây giờ là bà hết, bà yeah. ngồi bà khoách đốc, nó nói là bà có thể bà tụng kinh 2-3 tiếng đồng hồ, 3-4 yeah. tiếng đồng hồ không sao hết, yeah. không có bị đau đớn gì. Không có đọc gì. Cái bài đó. Đó, đó, như là chỉ có lạy sám hối, rồi đúng đọc dược sư, rồi niệm dược sư Phật vậy thôi. Dạ. Vậy? Nhưng mà chị cái vấn đề là bà, tại vì hồi nhỏ là bà ừ. hay tách cái, đẻ cái chân ếch yeah. để mà đem yeah. về nấu cho cháo rồi cho tụi nó ăn đó, cho yeah. nên là bà mới bị đau tới như vậy. Yeah, yeah. Đó thì những cái chuyện đó là con thấy nó nguy hiểm lắm. Yeah. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải phóng sinh. Yeah. Nhưng mà cái điều phóng sinh tốt nhất là gì? Là ăn chay. Yeah. Ừ? Ăn chay là cũng là một hình phóng sinh. Ủa? À. Thì rõ ràng là con ăn chay là con không sát sinh đó phải không? Con tưởng là phải thả con gì ra thì mới là phóng sinh. Bậy.
nếu mà con muốn thả con gì ra đó thì chỉ có cách là mình thả con chồng của mình ra hay con vợ của mình ra là gọi là phóng sinh. Thả không chịu đi. Không, không, con thấy có nhiều người đó, người ta đi ngoại tình, người ta muốn bỏ vợ nhưng vợ nhất định không bỏ. Như vậy là con không phóng sinh, đúng không? Muốn phóng sinh thể mà họ đi ngoại tình một phát là về là đưa giấy là mình ký liền. Bởi vậy thầy nói rõ lắm. Các bạn muốn phóng sanh nó dễ lắm. Con bạn nó muốn lấy ai đó, hoan hỷ cho nó lấy, gọi là phóng sanh đó. Ok. Chồng bạn muốn lấy ai đó mà về nói với bạn, bạn ký giấy liền cho họ đi, gọi là phóng sanh. Phóng sanh là gì? Là con giải thoát cái khổ của người ta, đúng không? Cái chết của người ta, đúng không? Nếu mà bây giờ chồng con nó chán con mà nó phải ở nhà, nó phải ở với con mỗi ngày thì con nghĩ làm sao? Không phải là nó chết từng ngày sao? Vậy thì mình phóng sanh cho nó là đúng, đúng không? Cho nên việc thứ nhất là mình cần ăn chay để phóng sanh. Thứ hai là hãy con mình mà nó muốn đi, nó nói, ôi con muốn qua tiểu bang khác ở, phóng sanh liền, con đi đi con. Con muốn lấy người này người kia, ồ con lấy đi. Khổ thì con ráng con chịu. Tại vì cái cuộc đời mà con người, con đâu có thể làm sao con khổ thay nó được, mà con cũng không làm sao để cho nó hết khổ được. Nghiệp quả là của nó, đúng không? Đúng. Bởi vậy thầy, không ai có thể gánh cho ai được hết á. Nói như vậy không phải là không làm được, cha mẹ vẫn có thể thay đổi được cái nghiệp xấu của con cái. Nhưng mà thay đổi bằng cách nào? Bằng cách là con tu để con thay đổi nghiệp của con thì con cái con nó sẽ hết xung quanh. Đơn giản không? Chỉ vậy thôi. Cho nên tất cả là do mình, chỉ có mình thôi, không ai khác có thể giúp mình được hết. Hôm nay con học được cái mới là phóng sinh không phải là thả con vật, mà là phóng sinh ăn chay nè, thả những người xung quanh mình ra nè, cho họ đi theo những gì họ muốn đi. Đúng. Thì đó cũng là hình thức phóng sanh. Cũng hay. Đúng. Xin quý vị khán thính giả cho chúng tôi tạm dừng vài phút để giới thiệu phần thông tin thương mại. Kính chào quý vị khán thính giả. Cảm ơn quý vị khán thính giả vẫn tiếp tục theo dõi chương trình. Tôi tên là Tina Nguyễn, con kính chào thầy Hoàng Quý Sơn. Chào Tina. Để tiếp tục với phần đầu của chương trình thì mình đang nói về phóng sinh và những dịp Tết, thì con cũng muốn hỏi thầy thêm về những cái tuổi. Đặc biệt là mình nói về ngày 23 tháng Chạp đưa ông Táo về trời. Mình đã nói về ông Táo về trời. Thì cũng nói đó là một cái hình thức phong tục thôi, chứ còn nếu mình đã tu Phật thì mình cũng không cần phải làm những cái thủ tục đó. Thì con cũng muốn hỏi thầy thêm là đầu năm mới đó mình cũng có hay cái phong tục là tuổi nào tốt thì mới được sống đất, tuổi nào xấu thì không có được đi được, không được vô, đi đâu thì đừng có được ra kiểu vậy đó. Thì con thấy không, cái đó là cái chuyện tào lao. Mà vì chúng sanh ngu si lắm, cái gì tốt á họ không có thích làm. Họ chỉ thích chọn những cái xấu họ làm thôi. Và cái gì mà nói bậy á là họ thích nghe lắm. Còn cái gì mà người ta nói tốt á là họ không thích nghe. Chứ những cái mà giống như thầy nói thật cho họ biết á, về sự thật của bói toán phong thủy đó, thì họ không chấp nhận đâu. Họ chỉ thích mấy ông thầy nói bậy á, nói mà để cho họ trả tiền để làm dùm cho họ này kia thì họ khoái lắm. Còn mà mình nói thật cái sự thật ra cho họ nghe thì họ lại không khoái, không thích. Bản chất của con người nó là thế. Cho nên á, là cái vấn đề thí dụ như bây giờ xong tuổi, con phải nhớ như vậy nè, mỗi một người sinh ra thì nó có gọi là một cái vận trình. Thì cái vận trình này nó được sắp xếp theo cái lá số. Thì con có thể xem cái lá số bằng tử vi là một nè, con có thể xem bằng tử bình là hai nè, con có thể xem bằng hạ lạc bát tự là ba nè, con có thể xem mai hoa dịch số là bốn nè. Con có nhiều hình thức, tại vì nó có tới mười mấy môn học luôn mà, con có thể dùng đủ thứ phương cách để con xem. Cho nên nó không trực thuộc và nó cũng không có nhất thiết là con phải làm cái gì. Và cái điều quan trọng là con phải chọn ra đúng cái ngũ hành của cái người đó. Thì thí dụ như bây giờ đó, vào một cái năm nào đó thì đương nhiên là nó sẽ có một cái tuổi nào đó đến thì nó sẽ có một chút may mắn, một chút thôi chứ không phải nhiều, có được một chút may mắn cho con trong cái năm đó. Tại sao? Tại vì do phước của con. Phước của người đó họ đến vô. Do phước của con cho nên có cái người đó đến để mang cái đó tới. Nhưng mà nếu con không có phước thì dù con có tìm ra cái người đó mà con có đem đến để mà xong đất, con có năn nỉ lạy lục họ, họ có đến cũng chẳng có may mắn gì. Sự tình nó chỉ đơn giản thế thôi, nhưng người ta không có hiểu. Người ta cứ thích là đi chọn cái này, đi chọn cái kia, không có. Cũng giống như thường thường họ hay coi kêu thầy đó là làm ơn cho thầy cho con một cái ngày nào mà đẹp để mà khai trương. Nói xin thưa không có cái ngày nào mà đẹp để khai trương hết. Bởi vì trên thế giới này á, người Mỹ họ có xem ngày đẹp để khai trương đâu. Tại sao họ làm ăn họ phát tài, trong khi người Việt Nam mình á thì lại nghèo tơi tả như vậy. Một trong những nước nghèo của thế giới, phải không? Trung Quốc cũng vậy.
Nếu mà họ coi bói, họ coi tử vi, họ coi tất cả những thứ đó, tại sao cái nước của họ nó nghèo mặt rệt như vậy? Vậy thì điều đó nó cho thấy rõ ràng là nó đâu dính dáng tới chuyện con coi cái ngày giờ gì đâu, đúng không? Yeah. Người thông minh người ta chỉ cần nhìn qua mọi thứ cái là người ta hiểu ngay thôi, đâu có cần phải bị dụ gạt thứ đó. Yeah. Cho nên mấy cái đó là nó tào lao hết đó. Yeah. Nói như vậy thì nó có nè. Ví dụ như bây giờ con á, may mắn thì đương nhiên ngày hôm đó sẽ tự nhiên có con chó nó đâu nó sầu 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 nó chạy vô nhà con. Yeah. Đầu năm nó tự nhiên nó đạp đất nó chạy vô nhà con, đúng không? Còn nếu mà cái ngày đó là ngày xui đó, tự nhiên là không có lý do gì cái người đó phải tới nhà con nhưng họ lại tới nhà con. Rồi thế là con nói ôi cái người này xui quá. Không phải, tại vì anh xui chứ nó không dính dáng tới người kia. Cũng giống như bây giờ con sinh ra một đứa con đi. Cái đứa con mà con sinh ra nó đâu có dính dáng gì tới nó đâu. Nó đâu có được quyền lựa chọn đâu. Con là vợ chồng con làm thất bại cho nên mới sinh ra đứa con đó, đúng không? Ừ, thì tại vì mang thai mới sinh nó. Vậy nó đâu có quyết định đâu, mình quyết định mà. Ừ, thế tại sao lại đổ thừa cho nó? Ừ, nó ra tuổi này thì xấu, ra tuổi kia thì không tốt, thí dụ vậy, hay là tốt, thí dụ vậy. Chắc là không đúng. Tại sao? Tất cả đều là do phước của con, nó không dính dáng gì tới đứa bé hết. Yeah. À, mình hiểu được những thứ này đó thì mình không bao giờ trách ai hết, mình chỉ lo phần mình thôi. Bởi vậy thầy mới nói mình tu á là mình lo chuyện của mình chứ không phải của thiên hạ. Yeah. Cũng không phải là của con mình. Yeah. Hễ mình tu tốt, con mình lập tức tốt. Yeah. Thế thôi. Yeah. Vậy những cái dịp cuối năm với dịp năm mới á thì mình vẫn cứ tu bình thường hay là mình có làm gì thêm nữa để tạo thêm phước nữa không thầy? Ủa, hễ mà một khi mà con mong là con tạo thêm phước tức là con đã mất tổn phước rồi. Dạ, thầy. Đơn giản là vậy thôi. Tại sao? Hễ con khởi một cái tâm tham lên là lập tức con đi thất bại hoàn toàn. Mục đích chúng ta tu để làm gì? Để sống một cuộc sống rất là bình thường. Mỗi ngày con sống như mọi ngày. Bình thường mà ngày nào con cũng bình thường được. Đó gọi là tu Phật. Còn ngày nào con cũng nghĩ lên con phải làm cái này để cho nó tốt, con phải làm cái kia cho nó tốt, tức là con đâu phải tu Phật. Con tu bằng mộng tưởng chứ đâu phải tu Phật. Mà tu riết hồi thành ma chắc luôn. Cho dù là con có thành tăng sĩ, con cũng tu ma luôn. Tại sao? Tại vì thí dụ con muốn cái chùa như thế này, con muốn cái chùa như thế kia, con muốn cái chùa như thế nọ. Bây giờ tâm con đâu phải là tu nữa, mà tâm con là nó chỉ trực thuộc vào cái chùa. Bởi vậy mới có câu chuyện mà ông thầy mà ông cầu siêu hay là ông tụng kinh mà ông cứ nghĩ tới cái sâu chìa khóa thì tối ngày nó chỉ vô cái sâu chìa khóa thôi. Tại vì ông quên cái câu sâu chìa khóa thì nó chỉ có tập trung vô cái sâu chìa khóa thôi. Tu Phật là tu tâm, nó không dính dáng đến chuyện con làm cái gì hết á. Con làm cái gì mà con an lạc là đúng. Còn nếu con làm không an lạc thì dù là con có làm việc tốt cũng thành việc ác. Bây giờ con đi làm từ thiện cũng thành ra từ ác chứ không phải thiện. Đơn giản không? Dễ hiểu không? Chứ không phải nhiều khi mình nghĩ là ồ giờ cuối năm mình phải làm từ thiện nhiều hơn này kia thứ để tu phước này kia thơm, không phải. Nếu mà phương tiện nó có đúng lúc thì làm. Thì cũng giống như thầy có muốn làm từ thiện cuối năm gì đâu, nhưng mà bây giờ quân nó tới nó nói thôi thầy con tặng cho thầy 200 triệu để mà cho chuyến xe đi về quê, xong 200 triệu nó thấy cũng chưa đủ lắm, nó nói thôi giờ vậy để con tặng thêm làng ta 200 triệu nữa là 400 triệu để cho mình giúp cho bà con đi về quê. Thế là thầy thấy vậy, thầy nói ừ ok thôi con đưa vậy đó, thầy cũng ráng thầy làm thêm một chút. Rồi thầy kêu gọi để xây nhà thì mình xây tới giờ đâu cũng được, hình như chắc cũng 30 căn nhà trong dịp Tết. Rồi không chắc 32 rồi đó, tại vì có xin có mấy người xin thêm nữa. Rồi thì cộng với cái tiền mà mình làm này nọ thì gió là ngày hôm sáng này là nó báo cho thầy là xỉu là chỉ có tiền mà về quê thôi là gần tỷ rồi đó. Tức là còn gần tỷ rồi thì còn lại mấy cái thứ kia là lỉnh kỉnh là nhiều, chưa có nói tới chuyện mà tiền cất nhà cất đồ gì hết. Thì con thấy không, cái đó đâu phải là thầy muốn làm đâu. Tự người ta tới người ta kêu thầy làm chứ thầy có muốn làm đâu. Cho nên mình không có cái lý do gì mà mình phải nghĩ ra mình phải làm cái này mình phải làm cái kia. Không, hễ phương tiện nó tới hay cơ duyên nó tới thì mình làm, đủ phương tiện làm không đủ thôi. Cho nên thầy không xích, thầy không thích ai xin thầy hết. Thầy muốn cho là do tự nguyện, thầy thích thầy cho, chứ không phải mà tới xin thầy. Người mà tới xin thầy đâu có cho, không cho. Có sẵn cũng không cho. Chừng nào mà anh khổ quá thì tự động tôi cho anh thôi, còn mà đi xin không cho, chùa tới xin không cho. Các chùa xin thầy hoài thầy có cho đâu. Đặc biệt xây chùa là thầy không cho. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là thầy không có xây chùa, có. Nhưng mà đều không thích xây chùa. Chừng nào tăng sĩ hết rồi thì lúc đó là sẽ thích xây chùa. Còn bây giờ tăng sĩ nhiều quá không thích xây chùa. Đơn giản như thế. Dạ con muốn hỏi thầy nữa là cái con vẫn lấn cấn là cái thầy nói là tu mà đừng có tham, đừng có phải an lạc,
Cái đó thì nói thêm nữa ông thầy, tại vì ví dụ như là người làm ăn như con hay là công tác công ty như con nè, thì con thì ok, con nghĩ là con chỉ vậy thôi là đủ rồi, nhưng mà vẫn có những người họ làm ăn họ muốn mở thêm, tại vì cũng giống như là những ông millionaire hay billionaire là ông phải mở thêm, ông làm thêm càng ngày càng lớn thì ông mới trở thành như vậy. Vậy nếu mà ai cũng chỉ có tâm an lạc, không tham, không là không làm gì hết, thì cuối cùng đâu có ai phát triển. Ồ, vậy thì con đường tốt, con đi lo đi làm kinh doanh thôi. Con muốn tu hay con muốn làm kinh doanh, hay là con muốn vừa tu vừa làm kinh doanh? Vậy tức là đó là người kinh doanh hoặc là người tu, nó sẽ hai cái không, khác nhau. Bây giờ thầy hỏi con này, nó có ba option. Một là con muốn làm người, con muốn tu, hay là con muốn làm kinh doanh. Hoặc là con muốn vừa tu vừa làm kinh doanh, tức là con có ba trường hợp. Vậy bây giờ con muốn sao? Con phải vừa tu vừa làm kinh doanh, tại vì con phải kinh doanh con đã bao nhiêu năm con làm rồi. Vậy thì bây giờ thí dụ như con tu thì con cứ việc con tu, còn con kinh doanh thì con cứ lo con kinh doanh, mà con kinh doanh một cách rất là đàng hoàng, không cần phải gian lận, không cần phải bày trò, không cần phải làm cái gì hết. Để thấy không? Chuyện của con là cái việc con lo con làm kinh doanh. Con làm tốt, con làm đúng với cái chức năng của con. Rồi còn cái việc con tu là con cứ việc lo con tu thôi. Hai cái đó là nó hai cái sự việc nó khác nhau, nhưng mà khi con tu đúng thì cái tâm của con nó sẽ trở thành tốt, mà khi cái tâm của con nó tốt thì tự nhiên mọi thứ nó sẽ xảy ý theo ý của con. Thì bây giờ thầy nói với con vậy, có phải các tăng sĩ đi tu là tốt không? Đương nhiên là tốt. Có phải là vì ngay cái lúc đầu mà họ đi tu là họ vì muốn cứu độ chúng sanh? Đương nhiên là họ vì muốn cứu độ chúng sanh. Nhưng mà con thấy không, khi tu ra rồi mà nghĩ tới làm cái chùa, thì khi con làm cái chùa con bị cuốn theo cái chùa. Rồi con khi con xây cái chùa ra xong mà Phật tử không tới thì con làm sao? Mỗi năm đó, giống như nhà thầy á, mỗi năm là chùa cứ gửi giấy tới để mời đi cúng sao giải hạn. Mà thầy á là Chúa ghét cái cúng sao giải hạn, tại vì mình biết nó tào lao mà. Nhưng mà tại chùa vẫn cứ làm. Thì năm nào cũng gửi tới. Như vậy thì đâu phải là con đi tu. Nếu mà muốn thì tự động người ta đi xin, người ta tới, người ta xin để người ta cúng sao giải hạn. Chứ mắc chi mình phải đi gửi thơ cho người ta. Con không có lợi gì con gửi thơ cho người ta không? Đương nhiên là chùa phải có lợi. Và nếu làm như vậy thì có phải là một hệ thống kinh doanh không? Đương nhiên là nó giống kinh doanh. Tiếp thì nếu bây giờ con tu thì bổn phận của con lo con tu thôi, chứ con đi làm gì? Con có thấy thầy kêu gọi ai không? Con có thấy thầy đi xin cái gì cho từ người dân không? Không. Thầy chỉ có đi làm cho người dân giàu, chứ thầy không làm cho người dân nghèo đi. Vậy thì bây giờ tăng sĩ đi tu thì phải có cái bổn phận làm cho người dân giàu, chứ đâu phải để làm cho dân nghèo đi, để đâu phải để cho dân tới để cúng dường cho mình, hay là bỏ tiền vô thùng phước sương cho mình đâu. Thế con gửi thơ để làm gì? Con biết mỗi lần mà gửi thơ như vậy tốn biết bao nhiêu tiền, thấy chứ? Cho nên là mình thấy rõ ràng nó giống như một hệ thống kinh doanh hơn là con tu. Cái đó là thầy không thích. Mình làm một cái gì đó là mình phải làm đúng, người tu là phải tu cho đúng. Bổn phận của mình là chỉ có lo tu và làm giàu cho chúng sanh, chứ không phải để cho chúng sanh làm giàu cho mình. Nhưng mà thời nay người ta tu khác, ta tu để mà người ta được nhiều hơn là người ta cho ra. Cho nên nó sai. Thì con tu cũng vậy thôi. Thấy con tu đúng là tự động, giống như thầy nè. Thầy có xin gì đâu, tự nhiên Hiền nó nói ba ơi, trong tài khoản ba tự nhiên có được 100 mấy chục triệu. Nó ủa, ở đâu có 100 mấy chục triệu hay vậy? Nó nói, người ta mới cúng dường cho ba 100 triệu. Hồi nào giờ người ta cúng dường có 10 triệu thôi, sao tự nhiên có người cúng 100 triệu? Chà, không biết ai vậy. Nhiều khi mới biết lộn đó con. Nhiều khi 10 triệu mà thành ra 100 triệu không có. Thấy không? Thầy đâu có xin ai đâu. Tự họ gửi tới thôi, chứ thầy cũng không xin. Mà luôn cả cái tài khoản họ cũng phải năn nỉ thầy cho cái tài khoản thì mới có. Chứ còn không thầy cũng không cho cái tài khoản nữa. Thấy không? Cho nên chuyện của mình là lo tu, còn phước của mình thì tự động người ta đi kiếm mình, người ta đưa, chứ con cần gì con phải đi hỏi ai, con cần gì con phải xin ai cho nó mệt. Cảm ơn thầy, cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị khán thính giả một ngày mới và một tuần mới hạnh phúc an lạc. Tôi Hoàng Quý Sơn xin kính chào toàn thể quý khán giả của ABTV 21.12 và kính chúc quý vị đêm ngày 6 thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành. Và kính chúc quý vị một tuần lễ được nhiều tốt đẹp. Thầy xin chào Tina. Dạ, cảm ơn thầy.